Vợ đã trẻ đẹp, gợi cảm lại còn hầu Lâm Chấn Khang như vua, sướng thế này thì ai chẳng thích. Lâm Chấn Khang đúng thật là có phúc lớn, vợ đã đẹp sexy lại còn chiều chuộng chồng như trứng mỏng. So với độ nổi tiếng của các sao hạng A, có lẽ Lâm Chấn Khang không bằng, nhưng trong lòng người dân miền Tây, Lâm Chấn Khang chẳng khác nào ông Hoàng. Mặc dù chuyên đi hát hội chợ, nhưng mức cách xê của Lâm Chấn Khang khiến mọi người nể phục. Trên mặt trận YouTube, các bài hát của Lâm Chấn Khang đều có lượt xem không tưởng. Thậm chí hiện nay, bài hát mới nhất còn đang đứng top 2 thịnh hành Việt Nam. Sau khi công khai tình cảm, cộng với việc cầu hôn bạn gái lâu năm cách đây không lâu, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Lâm Chấn Khang khiến mọi người sốc khi tiết lộ hai con trai đã rất lớn của mình. Hóa ra, anh và bạn gái Kim Jun Si đã yêu nhau được gần 20 năm. Có con nhưng lại giấu kín và bây giờ mới hé lộ. Trên trang cá nhân, Lâm Chấn Khang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình cùng bà xã xinh đẹp Kim Jun Si. Lâm Chấn Khang còn đặc biệt làm các ông chồng khác không khỏi ghen tị khi có cô vợ vừa đẹp vừa đảm đang lại vừa cưng chồng như trứng mỏng. Bà xã Lâm Chấn Khang không những xinh đẹp mà còn gợi cảm. Anh được vợ chăm sóc từ A đến Z. Cô còn chẳng ngại chi một khoản tiền lớn để tặng quà cho chồng. Đi tập về mệt mỏi lại được vợ chiều như ông tướng. Dịp sinh nhật của Lâm Chấn Khang, vợ anh tổ chức rất chu đáo và hoành tráng. Chiếc bánh kem cũng nói lên phần nào tình yêu của hai người. Lâm Chấn Khang được vợ chở đi diễn, đến nơi thì được vợ make up giúp. Tối về nhà thì được vợ cắt móng tay. Rồi rửa chân, massage cho thấy này thì còn gì bằng. Đúng là Lâm Chấn Khang thật có phúc phần. Chẳng ai nghĩ cô nàng xinh đẹp gợi cảm này đã là mẹ của hai con. Mỗi lần mặc đồ sexy như thế này, bà xã Lâm Chấn Khang khiến nhiều người sốn mắt. Hy vọng cặp đôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bền lâu như cách mà họ yêu nhau trong gần 20 năm qua. Hoài Linh không ngủ được, làm thơ hé lộ tình hình sức khỏe khiến fan lo lắng. Danh hài Hoài Linh vì bận rộn chạy show nguyên mùa Tết khiến cho cơ thể ho liên tục, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Thời gian qua không ít khán giả thán phục khi danh hài Hoài Linh tự bỏ tiền túi hơn 100 tỷ đồng xây dựng nhà thờ tổ để anh chị em nghệ sĩ có nơi cúng tổ nghề chỉnh chu vào hàng năm. Để có đủ chi phí làm được điều này, nam danh hài đã phải chạy show ngày đêm, góp mặt trong hàng loạt sự kiện, các chương trình truyền hình. Đã vậy, với thói quen ăn uống rất đạm bạc, chủ yếu là cơm bình dân, mì gói. Và mới đây nhất, trong dịp Tết Nguyên Đán, danh hài Hoài Linh cũng chăm chỉ chạy show nguyên mùa Tết để phục vụ khán giả khắp nơi, khiến cho cơ thể ho liên tục, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Hoài Linh bất ngờ chia sẻ tình hình sức khỏe trên trang cá nhân. Diễn xong mùa Tết, nằm sủi như điên, hàng xóm chắc phiền, gia đình chắc bực, nghĩ mình cũng cực, không dám ho to. Chùm mình kính pho rồi ho khè khè. Nằm ho thỏ thẻ như đang tỏ tình, cái má thì phình, tống hơi thì nhẹ. Rồi đi thiệt lẹ xuống bếp kiếm chanh, rồi lấy thìa canh lấy thêm ít muối. Nhai giấm nhai dúi, cho qua cơn ho. Năm hợi sủa to, ngỡ còn năm tuất. Vì chạy show liên tục mùa Tết nên sức khỏe Hoài Linh có phần giảm sút. Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp lo lắng cho sức khỏe của anh bốn. Kiều Trinh uống trà gừng nóng thường xuyên giữ ấm cổ họng và tăng cường đề kháng cơ thể anh bốn ơi. Bệnh mà còn làm thơ, khổ bốn dễ thương hết sức à, em chúc anh mau khỏi bình an và khỏe mạnh. Cindy Thái Tài, cố gắng dưỡng sức cho mau khỏe nhé anh yêu, em chúc anh mau bình phục nè. Minh Nhí, mau khỏe nhé bé yêu. Thanh Thanh Nguyễn, trời, bệnh mà cũng làm thơ hay giữ ta, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông bạn. Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng ai làm nghề cũng biết Hoài Linh yêu nghề như máu thịt. Anh hầu như sẵn sàng diễn mọi lúc mọi nơi, anh từng chia sẻ, tôi còn thở là còn diễn. Gần đây nhất là nam danh hài bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn dẫn đến sốt cao và mê man. Tuy nhiên đến tối Hoài Linh cũng đã trốn viện về để phục vụ bà con khiến người hâm mộ vô cùng cảm kích. Hy vọng danh hài Hoài Linh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục nạp năng lượng cho những dự án bùng nổ hơn trong năm 2019. Dù sinh con trai nhưng không có liên quan máu mủ với chồng, Lâm Khánh Chi vẫn công khai gật gù, giống bố. Dù con trai được sinh ra từ trứng chị dâu và tinh trùng của mình, Lâm Khánh Chi vẫn gật gù thừa nhận bé rất giống ông xã trẻ Phi Hùng. Cuối tháng 1 2019, Lâm Khánh Chi cùng ông xã sang Thái Lan đón con trai về nước sau thời gian nhờ người mang thai hộ. Kể từ lúc hình ảnh Khánh Chi xuất hiện bên con trai đầu lòng, mọi thông tin về nhóc tỳ nhà mỹ nhân chuyển giới được người hâm mộ quan tâm nhiệt tình. Thời gian đầu, Lâm Khánh Chi khẳng định cô sẽ giấu kín mặt con. Tuy nhiên, trong một buổi livestream, mỹ nhân chuyển giới đã công khai luôn con trai ruột sinh ra nhờ tinh trùng của mình và trứng của chị dâu.
Chưa hết, trên trang cá nhân, người đẹp họ Huỳnh cũng chia sẻ ảnh cận mặt nhóc tì đầu lông. Từng khẳng định không công khai mặt con nhưng vì quá háo hức, Khánh Chi đã để lộ gương mặt quý tử. Ngay lập tức ở phía dưới phần bình luận, người hâm mộ dành lời khen không ngớt cho quý tử nhà Lâm Khánh Chi. Tuy nhiên, số khác lại nhận xét con trai đầu lòng của người đẹp chuyển giới, giống bố, dù xét về huyết thống béo hoàn toàn không liên quan gì tới chồng của mẹ. Chứng kiến tranh tải từ công chúng, giọng ca Sầu Thiên Thu xóa dòng chia sẻ của mình và chỉ để lại hình ảnh con trai. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn mới nhất trên báo chí, nữ ca sĩ thẳng thắn nói về việc công khai mặt con, cũng như việc nhóc tì được nhận xét giống bố. Dù không chung huyết mạch, nhắc tới chuyện để lộ mặt con, Lâm Khánh Chi cho biết cô quá nôn nao được khoe con với khán giả nên chỉ nhá hàng một tấm duy nhất khi bé đang ngủ. Theo lời Lâm công chúa, từ khi đưa con về, rất nhiều người muốn được thấy gương mặt của bé. Nhìn con trai quá đáng yêu, tôi không kìm lòng được, đây cũng là lần duy nhất tôi công khai, còn sau khi bé một tuổi sẽ thoải mái hơn, Khánh Chi giải bày. Chân dài 42 tuổi cho biết từ khi đón Kobe, tên ở nhà của con trai Khánh Chi, cả gia đình nội ngoại đều yêu thương bé, thậm chí ông xã cô Phi Hùng còn chủ động bước chơi game để dành thời gian phụ chăm con, thức đêm cùng vợ lúc còn ốm và có trách nhiệm hơn với gia đình. Có con, giờ giấc sinh hoạt và thời gian của vợ chồng Lâm Khánh Chi cũng thay đổi. Điều này buộc cô phải sắp xếp lại mọi thứ để được bên con nhiều hơn. Còn bố mẹ hai bên thì không cần nói rồi, ông bà rất vui khi có cháu. Tới mức hai nhà còn tranh giữ cháu giúp vợ chồng tôi, nhưng tôi không đồng ý. Vì nhà nội ở xa hơn nhà ngoại nên cứ 3 tháng sẽ cho cháu về thăm ông bà nội một lần. Còn bà ngoại thì thường xuyên hơn. Tôi cũng lên kế hoạch cho con về thăm nhà nội mỗi tháng một lần khi con tròn 1 tuổi, Lâm Khánh Chi cho hay. Mỹ nhân chuyển giới cũng tiết lộ vì con trai quá giống Phi Hùng nên cô đã đặt tên bé ở nhà là Kobe, trùng với tên ngày nhỏ của ông xã. Tôi đặt tên ở nhà cho con là Kobe vì bé quá giống bố. Lúc nhỏ bố bé cũng tên Bi nên giờ đặt luôn vậy cho hai cha con giống nhau. Được thực hiện thiên chức làm mẹ, Lâm Khánh Chi cho biết cô vô cùng hạnh phúc. Nữ ca sĩ càng sung sướng hơn khi con trai dễ thương, đáng yêu và được mọi người nhận xét giống bố. Bên cạnh đó, Khánh Chi cũng cảm thấy may mắn khi có chồng tâm lý. Luôn phụ giúp vợ không nề hà, tôi may mắn có chồng rất tâm lý, luôn phụ giúp trong việc chăm con. Nếu khó nhất có lẽ là lúc bé ốm, bé khóc, hai vợ chồng phải thức cả đêm chăm con muốn bệnh theo. Cảm giác vừa lo lắng vừa thương con mà không làm gì được. Thấy con bệnh dù là cảm nhẹ tôi cũng xót lắm, cô bộc bạch. Nói về kế hoạch sắp tới, Lâm Khánh Chi cho biết khi con cứng cáp cô sẽ đưa bé đi du lịch nhiều nơi. Tuy nhiên trước mắt người đẹp chuyển giới sẽ tổ chức tiệc thôi nôi cho quý tử thật hoành tráng. Dàn sao khủng nô nức đến dự tiệc cưới của diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ và ông xã Soái Ca. Vì đây là một ngày hết sức quan trọng đối với Vũ Ngọc Ánh anh tài, nên các đồng nghiệp không thể nào vắng mặt, mọi người tụ họp để chung vui với họ. Vừa qua 19 tháng 2, lễ cưới của diễn viên Vũ Ngọc Ánh và người yêu anh tài đã chính thức diễn ra. Cặp đôi này đã có một thời gian dài tìm hiểu, thậm chí từng chia tay. Nhưng đến cuối cùng họ nhận ra mình cần đối phương trong cuộc sống này. Chính lẽ đó mà cả hai quyết định sẽ về chung một nhà trong dịp đầu năm 2019. Cả hai tổ chức ngày trọng đại của mình tại một khách sạn sang trọng thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng là địa điểm từng thực hiện nhiều lễ cưới của Sao Việt. Dù ngày hôm qua rơi vào đầu tuần và các nghệ sĩ thường có công việc, nhưng vào khoảng 19 giờ, các khách mời nô nức đến tiệc cưới để chúc phúc cho đôi uyên ương. Hàng loạt các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Việt Anh, Thành Lộc, vợ chồng Ngọc Lan, vợ chồng Huỳnh Đông, Nam Cường, Hồ Bích Trâm. Cô dâu, chú rể đã đến buổi tiệc khá sớm để đón tiếp các khách mời đặc biệt của họ vào tối qua. Nghệ sĩ Việt Anh đóng vai trò chủ hôn cho đôi uyên ương. Nghệ sĩ Thành Lộc, nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung, người đẹp Mai Thu Huyền, vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình, vợ chồng Huỳnh Đông Ái Châu. Hồ Bích Trâm khoe vẻ gợi cảm trong chiếc đầm 2 giây đỏ rực. Kali, diễn viên Hà Trí Quang, diễn viên Thanh Thức, ca sĩ Nam Cường, diễn viên Quốc Thái, diễn viên Ngọc Tưởng, bạn gái Johnny, người đẹp Kiều Ngân, diễn viên Kim Tuyến, Quốc Cường, Lân Nhã, MC Anh Quân. Khán giả cảm thấy rất vui mừng khi cả hai có một cái kết đẹp cho chuyện tình cảm của họ.
Chồng soái ca hát tặng nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ trong đám cưới cổ tích. Cặp đôi này đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời bằng một đám cưới hoành tráng. Sau lễ rước dâu vào ngày 19 tháng 2 tại nhà riêng của cô dâu, thì tối cùng ngày cặp đôi Vũ Ngọc Ánh Anh Tài đã chính thức tổ chức buổi tiệc mừng tại khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đây là khoảng thời gian mà họ có thể đón tiếp nhiều người thân hai bên gia đình. Bạn bè và các đồng nghiệp để chung vui cùng cả hai trong một sự kiện ý nghĩa. Theo như chia sẻ của nhân vật chính từ trước, thì đây sẽ là một đám cưới cổ tích nhưng không kém phần vui nhộn hài hước. Tại đây, cặp đôi diễn viên sẽ mang đến cho các khách mời của buổi tiệc điều bất ngờ và đặc biệt nhất. Đám cưới lấy tông màu trắng vàng làm chủ đạo, thể hiện sự sang trọng và hiện đại. Toàn cảnh được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng, hoa cẩm tú cầu và hoa thạch thảo, các loài hoa thể hiện sự nhẹ nhàng, tinh tế và thủy chung. Đôi yên ương tươi tắn trong ngày vui của mình. Anh Tài mở màn buổi tiệc bằng một ca khúc ngọt ngào. Cô dâu rạng rỡ xuất hiện trong sự reo hò của đông đảo quan khách. Nghệ sĩ Việt Anh đại diện hai bên gia đình nói lời cảm ơn đến các khách mời. Cặp đôi tay trong tay thực hiện các nghi lễ cưới. Vũ Ngọc Ánh Anh Tài không giấu được niềm vui trong ngày chính thức trở thành vợ chồng. Ánh mắt của cả hai trao cho nhau khiến mọi người xung quanh phải ghen tị. Nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin cả hai từng chụp ảnh cưới nhưng vẫn chia tay và giờ đây đã sẵn sàng làm bạn đời của nhau trong những ngày tiếp theo.